Vân Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt cho Clara Studios và VNTV, Vân Anh xin phép chia sẻ với quý vị và các bạn góc nhìn từ một người tiêu thụ trong cộng đồng Việt Nam. Vào chiều thứ Năm 19 tháng 3 vừa qua, Thống đốc bang California Newsom ra lệnh không đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết và ông không đưa ra thời hạn khi nào sẽ chấm dứt lệnh này. Theo lệnh này, không có nghĩa hoàn toàn bị nhốt trong nhà, không được di chuyển. Người dân vẫn có thể đi chợ, đi bác sĩ hay làm những công việc đáp ứng nhu cầu cần thiết cho mình và gia đình. Những ai làm việc trong các ngành y tế như bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, những tiệm bán thức ăn theo loại drive-thru và to-go là những ngành nghề thiết yếu để giúp cho người dân vẫn tiếp tục làm việc và sinh hoạt. Vân Anh xin nhắc rõ, đây không phải là thiết quân luật, martial như có nhiều lời đồn đãi và tin tức ảo, fake news đang lan tràn trên mạng xã hội. Lệnh này cũng không phải là phong tỏa 100% như ở Vũ Hán khi dịch COVID-19 bùng phát. Không đợi có quyết định của thống đốc mà những ngày trước, thành phố San Francisco đã quyết định ra lệnh must stay home, phải ở nhà cho đến hết ngày 7 tháng 4. Các trường học toàn vùng đã đóng cửa, đại học chuyển tất cả các lớp sang học trang mạng cho đến khi hết niên khóa. Độ 2-3 ngày sau, thành phố Los Angeles, quận Cam và San Diego cũng ban hành lệnh tương tự. Theo các giới chức y tế, việc phòng bệnh hữu hiệu nhất là tự cách ly, sống trong khoảng cách, nên lệnh cấm di chuyển sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho mọi người. Trong buổi họp báo tuần qua, Thống đốc Newsom dựa trên con số lây nhiễm từng ngày từng giờ ở California đã dự đoán số dân California bị nhiễm virus có thể lên đến 56%, tức là trên 25 triệu dân trong vòng 8 tuần tới. Vì vậy, là công dân, là người đang sinh sống hợp lệ hay không hợp lệ, chúng ta phải có trách nhiệm và tuân thủ để giúp hạn chế sự bùng nổ và lây nhiễm của dịch COVID-19 này. Thông tin mới nhất, tin này có kiểm chứng 100%. Thuốc chloroquine, tức là một loại thuốc gần giống như ký ninh dùng để chữa bệnh sốt rét, đã được chính quyền liên bang cho phép dùng chữa cho bệnh nhân. Đây là một bước tiến mới vì chính phủ Trump bãi bỏ hết những thủ tục thư lại và thử nghiệm kéo dài nhiều tháng của FDA với hy vọng thuốc này sẽ tạm thời điều trị cho người bị nhiễm trong thời gian chờ kết quả của các loại thuốc vaccine đang được điều chế và sản xuất. COVID-19 không chỉ đơn thuần là loại virus lây nhiễm với tỷ lệ tử vong cao, mà nó còn tàn phá nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Hầu như trong các gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ, ai cũng có người thân hoặc chính mình làm trong ngành thẩm mỹ, làm spa, massage, tiệm nail, cắt tóc, làm chủ cơ sở thương mại, tiệm ăn. Các dịch vụ này đang điêu đứng vì vắng khách và hiện phải đóng cửa vì không đủ khả năng trả lương, tiền thuê cơ sở, thuê tiệm. Sau khi lệnh phải ở nhà được ban hành, thì hầu như đây là những ngành nghề được liệt kê vào loại không là nhu cầu cần thiết và xem như tê liệt luôn. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Mỹ sau 30 năm, Vân Anh mới thấy nền kinh tế cộng đồng người Việt bị ảnh hưởng trầm trọng như vậy. Nếu tình trạng này kéo dài thêm 6 tháng hoặc 1 năm, thì sợ không có lối thoát. Trong vận hạn này, hơn bao giờ hết, chúng ta nên có sự đoàn kết, có lòng tự trọng và hãy cảm thông nhau. Đừng để đại dịch thắng chúng ta. Hãy cùng nhau sống tốt, sống khỏe, sống có trách nhiệm đối với chính bản thân và người chung quanh để giúp không cho con virus này tiếp tục tung hoành. Hẹn gặp lại tất cả trong một góc nhìn mới vào một ngày mới.